strong. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay sau update thì nó ra cái bóng đường cát đó nên mà. Nhưng mà cái biểu tượng thì giống là bóng trà sữa ha. Cái ly trà sữa đó. Thì bóng này từ siêu nhân bên Trung Quốc qua bản quốc tế nó đã bị hóa thành bóng trà sữa cho chị em phụ nữ rồi. Có thể là do cái bản quyền hình ảnh về siêu nhân thì có thể là không được mua, cho nên là không được dùng cái hình ảnh đấy. Còn về mặt chức năng thì nó y chang, chỉ là khác vỏ thôi, còn cái ruột thì như nhau ha. Bên kia thì bóng siêu nhân đỏ đó, nếu mà anh em có coi mình livestream mấy cái trận bên Trung Quốc hoặc là có chơi thử nghiệm đó thì cái bóng này y chang cái bóng siêu nhân nè. Khúc này còn chưa mua ra được bóng nữa. Thì cái bóng đó khi mà ghép vô nó sẽ có triệu hồi cái mặt nạ. Thì bên bản Trung Quốc kia thì nó là mặt nạ siêu nhân với lại triệu hồi mấy cái đầu quái thú. Còn bên này thì là chắc là để xem coi nó triệu hồi ra cái gì đây. Thì trận này mình cũng mới chơi đây ra được cái con trà sữa 4 chấm này rồi. Thì ở đây đang level 18 ha. Thì cái bóng này nó cũng giống như cái con bông bay đó, nó tương đồng, tức là phải ghép vào thì nó mới kích hoạt được cái nội tạng. Còn bánh chay thì nó cũng không có ngon lắm ha. Nhưng mà một khi ghép vô thì thực sự là rất là mạnh, triệu hồi ra những cái đầu đây thì triệu hồi ra những cái ly trà sữa, hình như là ly trà sữa thì phải. Đấy, để mình thử ghép xong. Còn bên bản Trung Quốc thì nó triệu hồi ra những cái đầu quái thú và đầu siêu nhân rất là mạnh nha. Sốc đam bót 10 vẫn thấy sốc được cơ mà. Thì những cái bóng mạnh nó sẽ nằm trong cái sự kiện ha, các anh em phải nạp và tiền thì mới mua được. Đó đây nè, ở đây thì nó triệu hồi siêu nhân trà sữa anh em nè. Hình siêu nhân nhưng mà có cái ống hút ở trên đầu nữa, thì gọi là siêu nhân trà sữa đi. Đó, nó y chang à, lực cây đạp rất là mạnh ha. Nói chung là về cái chức năng thì nó y chang thôi, nó chỉ khác cái hình ảnh thôi. Có thể là không liên kết được bản quyền hình ảnh cho nên là chuyển sang dùng cái hình ảnh này. Thì nó cũng y chang bên kia thôi, nhưng mà khi mà ghép hai cái bóng vào thì nó sẽ triệu hồi ra những cái siêu nhân trà sữa với cái tốc lực bắn và cái lực cản rất là mạnh. Kỹ năng thức tỉnh thì triệu hồi ra được nhiều hơn thôi. Và có một điểm nữa là khi mà cái em bóng này lên 7 chấm thì khi mà các bạn ghép triệu hồi thì cái con bóng 7 chấm nó sẽ cũng có cái chức năng triệu hồi ngẫu nhiên ha. Tại vì 7 chấm thì mình không ghép được. Đâm ra là con 7 chấm nó sẽ ăn theo những cái con bóng đường cát mà anh em ghép, thì nó sẽ ăn theo. Đó, thì một khi lên 7 chấm thì không cần ghép mà là nó sẽ ăn theo những cái con mà bên cạnh, những cái con mà trà sữa được ghép thì nó sẽ ăn theo. Vậy thôi. Thì cái thẻ nạp thì mình nhớ là đâu là cái thẻ 499.000 thì sẽ được một bóng level 7. Còn mà muốn lên nữa thì phải nạp thêm nha. Thấy cũng khoai đó, nó giống như con đế hoàng á. Nhưng mà sự kiện của đế hoàng thì 3 tháng lận. Còn sự kiện của em bóng này thì chỉ có 1 tháng thôi nha anh em. Để ý thời gian chỉ có 1 tháng thôi. Thì 500k, còn là 500 đi, từ 499.000 thì cũng giá nó nhìn như vậy thôi. Thực chất là cũng 500k rồi, mua được một bóng ha. Không biết có nên đầu tư không nhưng mà thấy có vẻ hơi khoai đấy. Bóng này ra thì khả năng là mấy anh đại sẽ lại hốt lên level cao thôi. Thì anh nào mà có cái bóng này thì có khả năng là sẽ kết hợp được một số bóng rất là xịn ha. Chủ yếu là cái bóng này nó thiên về ghép là nhiều, cho nên là đánh thêm 1 đến 2 con hỗ trợ là ok đó. Có thể đánh kèm những cái bóng gây đam khác, mình thấy là nó cũng dễ phối thôi. Nó rất là ok đó, nên mà khả năng là sẽ có nhiều dân chơi đổ máu vô đây. Cái bóng màu vàng mà cái bóng dịch chuyển quái thì chưa thấy ra, nhưng mà mình nghĩ là khả năng là nó cũng sẽ ra, nhưng mà với một cái hình dạng khác thôi. Hình dạng khác thôi chứ còn chức năng thì mình nghĩ là sẽ y chang, tại vì thực chất là hai bản này nó cũng có chung một cái nhà phát hành mà. Chủ yếu là nó chỉ sửa lại một tí hình ảnh thôi, chứ còn mình nghĩ là nó cũng cùng một đầu ra cả mà. Đó, nhưng mà nó có vẻ rất là bị thọt BB nha. Nếu mà không có cái con gây đam phụ thì cũng hơi khoai đó. Tại vì đội hình này nó cần, đội hình này mình nghĩ đi với vòng sáng cũng ổn đó anh em. Tại vì vòng sáng nó kéo BB rất là nhanh.
gặp cái đội hình mà boss BB thì cũng không sợ lắm. Ở đây gặp con robot nó đánh mê hoặc với lại yêu tinh thì cũng không sợ nha, tại vì cái kỹ năng của nó là kỹ năng triệu hồi mấy cái con siêu nhân trà sữa mà, cho nên là ở đây nó cũng không có sợ gì nhiều, nó không có sợ nhiều anh em ạ. Thích hợp để làm bóng phụ trợ cho một số cái bóng gây đam khác, khá là ổn đó. Tôi nghĩ con này ra thì nếu mà anh Tài đập vô thì rất là khó chơi ha. Thì không biết là nếu mà counter em này thì không biết là cái bóng tịnh hóa đó nó có thể nào mà giải trừ được cái hiệu ứng của ông này không thì không biết ha, chưa có thử anh em ạ. Không biết là tịnh hóa nó có giải trừ được mấy cái bóng siêu nhân với lại bóng mấy con triệu hồi lên này hay không. Chắc là được, tại vì nó giải trừ triệu hồi mà, thì có khả năng đánh bóng đó cũng được. Nhưng mà nó vẫn là một thế lực ha, vẫn là một thế lực đó. Mình nghĩ là nó vẫn là một thế lực đó, tại vì khi mà nó lên level cao thì nó chỉ cần triệu hồi ra một vài con thôi là đã mạnh rồi, đánh kèm với một số con khác nữa rất là ok đó. Đang suy nghĩ không biết là có nên tậu về để review thêm cho anh em hay không đây. Anh em có chia sẻ gì thì có để lại phần comment ha. Có thắc mắc gì về bóng này, bóng này thì mình nghĩ là anh em vô chơi thử thì cũng thấy thôi. Hoặc là anh em đã trải nghiệm bên bản Trung Quốc thì cũng nói chung là cũng dễ hiểu thôi. Chủ yếu là nó sốc đam boss rất là mạnh ha. Nếu mà level cao nha, ở đây level 18 thì khi mà con boss nó gần ra ghép những cái cặp trà sữa thức tỉnh thì nó rất là mạnh. Đây là tên bóng đúng là đường cát ha. Nói là bóng đường cát đi thì nó rất là mạnh đó. Thì sự kiện này thì nó cũng chỉ diễn ra trong vòng một tháng thôi, cho nên là anh em nào mà có ý định đầu tư thì cũng nên tranh thủ. Mình thì cũng đang suy nghĩ chắc là kiếm cho đủ bóng thôi, mình nghĩ là chắc cũng nhiều người sẽ kiếm, tại vì bóng sự kiện mà, nếu mà hết sự kiện thì nó sẽ không ra và nó sẽ không mở được trong những cái hòm ngẫu nhiên nha anh em. Để ý cái bóng này nó sẽ giống như là SL hoặc Đế Hoàng đó, những cái dòng bóng chỉ xuất hiện trong sự kiện thôi. Không tạo thì không có, tạo được level 7 thì cũng được. Mình nghĩ là lên level 7 thì góc mặt trong cái đội hình bóng thì ạc nó có giá trị hơn thôi. Giống như ạc của mình thì không có xích long, hồi đó mình không có đầu tư xích long, đâm ra là bị thiếu con xích long tới giờ luôn. Những bóng khác thì có hết rồi, những bóng khác nếu mà nó xuất hiện trong hòm truyền thuyết thì sớm muộn nó cũng ra thôi. Nhưng mà mấy cái bóng mà chỉ phải nạp tiền mới có thì nó rất là khó ha, có điều kiện kinh tế nữa, cho nên là cũng khoai phết á. Một em bóng hết trị giá hình 500.000, khá là chua ha, khá là chua đó. Đối với mấy anh Đài hoặc là đối với những người có điều kiện thì mình nghĩ là cũng không là vấn đề, nhưng mà các bạn sinh viên thì nghe cũng khoai lắm anh em à. Khoai hết đấy. Ok, thì nói chung là khá là mạnh đấy ha. Mình sẽ gọi là xin nhà phát hành lấy cái ạc trải nghiệm trong chế độ hợp tác xem nó như thế nào, và nó ok không. Ở đây thì đánh với boss thì nói chung là đánh với cái con robot thì nó cũng không có gì khó khăn đâu, chủ yếu là nó không có bút nhiều hiệu ứng để cho mình kiểm tra ha. Nhưng mà mình nghĩ là dính mê hoặc thì không sợ rồi, dính yêu tinh thì mình nghĩ là chắc cũng không có vấn đề gì đâu, tại vì cái kỹ năng triệu hồi của nó mới là cái bản thể mạnh nhất mà, chứ còn mấy cái bánh chay thì nó cũng không có vấn đề gì đâu. Bánh chay thì mình nghĩ là không ăn thua, nên mà nếu mà giai đoạn đầu game mà không ra được mấy cái bóng đường cát để mà ghép thì không có con nào gây đam phụ thì cũng banh phết đó nha. Đây, ở đây mình có hai con 7 chấm nè. Thì khi mà mình ghép những cái bóng đường cát vào thì những cái con 7 chấm nó cũng sẽ có tỷ lệ triệu hồi ra ha. Nó sẽ có tỷ lệ triệu hồi ra, tại vì bóng 7 chấm thì mình không có ghép được. Đó, cho nên là khi mà mình ghép những cái bóng trà sữa thì những cái bóng 7 chấm đó, anh em để ý, những cái bóng 7 chấm nó cũng sẽ triệu hồi ra ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên nha, nhưng mà level cao thì nó dễ triệu hồi ra lắm. Đó, thì nói chung là bóng này xứng đáng để đầu tư đó anh em mà. Nhưng mà dành cho những người có điều kiện thôi ha. Phải lên mặt, lên level cao thì mới gọi là mặt hẳn được. Ít gì thì cũng phải được level thức tỉnh thì mới ngon. Còn không thì nếu mà nạp cho đủ bóng thì level 7 thôi. Chủ yếu là sưu tập đủ bóng thì chơi cũng được. Còn nếu mà muốn còn mạnh hẳn như mấy anh Đài thì phải nạp lên 14-15. Mấy anh Đài thì mình nghĩ ít gì cũng phải quất lên 14-15 là ít. Còn những anh Đài mà còn chơi sang đó thì chắc phải 17-18, giống như Đế Hoàng gì đó. Nói chung là nó cũng giống con Đế Hoàng thôi.
Đế hoàng thì như cảm giác như nó mất tiền hơn, nhưng mà bóng này nó cũng tốn không kém đâu. Nói chung là cũng 1-9, 1-10 cả thôi. Những cái dòng bóng kinh tế mà nó phải mạnh thì người ta mới đầu tư ha. Còn không thì, nhưng mà theo mình thấy thì những cái bóng mạnh thì nó chỉ một giai đoạn nào đó thôi. Về sau ví dụ như cái đế hoàng rồi đó mạnh, nhưng mà sau đó ra vòng sáng thì đế hoàng nó lại ít được chơi đó. Thì cái bóng trà sữa này, cái bóng đường cát này thì mình nghĩ là nó chắc nó cũng vậy thôi anh em, mà nó cũng hiện tại thôi, giai đoạn hiện tại thì có thể là ok thôi, nhưng mà về sau thì không biết thế nào, sau này nó ra những bóng khác thì không biết được. Nhưng mà hiện tại thì nó vẫn đang là nó mới ra cho nên nó sẽ là ngon ha. Đó, nó kéo một cái đường quái, mình để cái đường, mình để mấy con quái nó đi qua cái đường cua mình chơi phát cái nó kéo hết luôn. Giá ma thật sự thì thứ 6 nha. Nhưng mà căn bản nói đi cũng phải nói lại, đây là cái bóng level 8, level 18. Cho nên là cái lực công kích của nó thì gọi là rất là cường đại. Level 18 mà, chứ đâu phải như level 7, thì mình nghĩ là level 7 thì chắc là không ăn thua lắm đâu. Ok, nói chung là cũng chỉ có vậy thôi. Anh em coi tới đây thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bữa nay ra bóng mới nên phải cố gắng tranh thủ để gọi là làm cái review nhẹ nhẹ cho anh em đã. Rồi nói gì nói tiếp. Anh em có ý tưởng gì thêm về cái bóng này thì có thể để dưới phần comment, mình sẽ thực hiện một vài cái đội hình thử với em này. Nhưng mà trước tiên là phải có bóng cái đã, hiện tại chưa có điều kiện để mà tậu em nó về đây anh em à. Đó, nói chung là y chang siêu nhân thôi, ở đây là siêu nhân trà sữa, bên kia là siêu nhân gì đó, siêu nhân gì đó không biết tên, nhưng mà bên này là siêu nhân trà sữa nha. Mấy mạnh nữ thì có vẻ là hợp đấy, thế đúng trà sữa thì chơi bóng này có vẻ là chắc là tu luyện hơn đấy ha. Đó, thì nói chung là bánh chay thì anh em để không, bánh chay thì mình để cho nó bánh chay thì nó rất là sida, nó không có giết được nhiều hết á, nhưng mà một khi nó được triệu hóa là những cái đầu, những cái con siêu nhân đó thì gọi là bá đạo hỏi hỏi ha, kéo cái dàn quái gọi là từ sát mật đích mà kéo về luôn. Đây mình để cho nó thêm đi, rồi nó chạy thêm sát sát tới xong mình kéo hóa. Nhưng mà cái này thử nghiệm thôi nha, chứ còn đánh thực tế thì cũng đánh thực tế thì không nên đánh thực tế thì không nên chơi vậy, nó hơi nguy hiểm đấy. Nếu mà gặp không biết là mấy cái con siêu nhân bạc á, ở đây nó có hai con siêu nhân nha, siêu nhân trà sữa thể vàng á với lại siêu nhân trà sữa thể bạc. Con bạc hình như là cái con đẩy lùi nha, còn con vàng sẽ là con đánh ra gây đam, còn con bạc là cái con mà đánh kịch chiến. Anh em có thể hiểu đông na là cái con siêu nhân trà sữa bạc ở dưới cửa boss, ở dưới cửa quái sẽ là con đánh cận chiến, còn cái con mà trà sữa màu vàng sẽ là con bắn từ xa. Nó có hai loại nha, thì cái con trà sữa bạc đó là cái con mà nó đẩy boss đó anh em, mà nó giống như là con tường nhưng mà tường di động ha, nó có thể đẩy boss với quái. Đây mình kích kỹ năng thức tỉnh nè, sốc đam con boss này rất là nhẹ luôn đó, sốc đam một cách nhẹ nhàng luôn anh em mà. Nhìn phê phết đó ha, nếu mà anh em nào mà có điều kiện lên con bóng này xịn xịn thì ngon khỏi hỏi đấy, đã luôn á. Nếu mà lên level cao bắn ngon lắm thì chắc là sẽ không thoát được và khỏi mấy tay anh đài đâu, mấy tay anh đài thì chắc là sẽ lên thôi, mạnh đều mà. Đánh với con robot này thì nó cũng gọi là mang tính chất trải nghiệm thôi, chứ con robot này nó đánh nó cũng sàm lông lắm, đánh nó cũng chả ghét gì mấy đâu. Ở đây gặp con boss khóa nè, thì cái con bóng đường cát này nếu mà gặp báo tuyết thì cũng toan nữa nha. Nếu mà trường hợp ghép những cái cặp báo tuyết vào nó đóng đá đó thì bóng đường cát nó sẽ không ghép được. Đó cũng là một cái đề counter đó anh em để ý ha. Trường hợp ví dụ đuối đam xong rồi còn bị báo tuyết nó ghép vô thì nó rất khó, nhưng mà đấy là trường hợp mà đánh ít bóng đường cát thôi, thì dùng báo tuyết thì cũng counter cũng được. Trường hợp nó nhiều quá thì nhiều khi khóa cũng không hết được. Dùng bão tuyết thì phải bão tuyết có thiên phú nó mới ngon, rồi bão tuyết level cao nữa nó mới khóa nhiều bóng, hoặc là dùng vũ sư biến đổi tùm lum tài le cũng được, cũng là một cái để counter, mình nghĩ nó cũng được. Thì đó, thì nói chung vậy thôi. Đây chắc là con robot nó đi rồi. Ok, chắc là hẹn gặp lại anh em những video clip tiếp theo ha. Anh em nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại anh em những video clip tiếp theo. Bye bye.